Nếu các anh chị muốn sở hữu một khu nhà vườn với diện tích đất trên 200 mét và tài chính hơn 2 tỷ thì nên xem hết video của Tỷ Anh Channel để chúng ta có cơ hội sở hữu ngay và thương lượng với chính chủ nha. Dạ rồi, và hình ảnh các chị vừa nhìn thấy đây là một căn nhà vườn với tổng diện tích hơn 200 m², tọa lạc tại xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thì hôm nay nè, Tỷ Anh có dịp đi review ngôi nhà này với mong muốn là chia sẻ một không gian sống yên tĩnh tại khu vực huyện cho tất cả các anh chị và cô chú cùng xem. Thì ngôi nhà này có thông số cũng như là giá cả như thế nào thì hãy cùng xem hết video với Tỷ Anh để Tỷ Anh hỗ trợ cho các anh chị sớm gieo duyên cũng như là sở hữu ngôi nhà này có thể nhanh nhất nha. Với một thiết kế là nhà vườn có sân làm BBQ, đậu ô tô và xe để được khá là nhiều, thì xung quanh khuôn viên ngôi nhà được gia chủ trang trí và bày rất là nhiều cây cảnh ra. Với một không gian mát mẻ và thiết kế nhà cấp 4 thì đây chính là một sự lựa chọn tại phân khúc nhà xã theo kiểu nhà vườn tại huyện. Và như các anh chị cũng biết đó, thì khu vực xã Diên Phước là một trong những xã sắp tới sẽ được sáp nhập vào thị xã Diên Khánh. Thì sau khi theo chủ trương của nhà nước đưa ra thì xã Diên Khánh là một trong những thị xã lớn của tỉnh Khánh Hòa. Thì ngôi nhà này với tổng diện tích là 280 m², theo thiết kế cấp 4 của nhà vườn, đón gió và đón nắng tự nhiên, với 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, và được gia chủ bố trí theo kiểu nghỉ ngơi, một phong cách thư giãn khi làm việc ở thành phố về, và nơi đây sẽ là nơi cuối tuần gia chủ thường ở lại. Với thiết kế nhà vườn như thế này thì chắc chắn anh chị sẽ có một không gian sống rất là mát và thoải mái tại huyện Diên Khánh. Với thế đất vuông vắng và với một thiết kế nhà vườn thì chắc hẳn anh chị cũng đã nhìn thấy khuôn viên này sẽ có sân và có đường luồng để đón gió tự nhiên và tạo nên một khuôn viên sống rất là mát mẻ trong phân khúc nhà vườn tại huyện.
Thank you.